Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Đại tướng Tô Lâm đã nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn. Kính thưa Bộ trưởng, sau gần 80 năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ trật tự xã hội và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, lần đầu tiên Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào với lực lượng Công an Nhân dân thưa Bộ trưởng? Trước hết thì thay mặt cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân. Nhân đây qua Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng và lời thăm hỏi thân thiết nhất đến các đồng chí hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam ở trên mọi miền của Tổ quốc. Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, sự ghi nhận đối với những vai trò, vị trí và những công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và đội ngũ cựu công an nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc thành lập hội sẽ tập hợp, đoàn kết và động viên, khích lệ đội ngũ cựu cán bộ công an tiếp tục giữ vững bản chất tốt đẹp, nêu gương cho các thế hệ công an nhân dân tiếp tục học tập, noi theo, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và những đóng góp của toàn lực lượng trong sự nghiệp cách mạng, cũng như trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân, trở thành cầu nối tin cậy, thân thiết giữa người dân ở cơ sở với lực lượng công an nhân dân. Các hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam sẽ phối hợp với các hội viên Hội Cựu Chiến binh để cùng nhau tiếp tục phát huy cái truyền thống của Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, xây dựng cuộc sống yên vui ở từng làng xã, thôn bản, từng xã phường, từng khu phố. Vâng, và trước đây khi chưa có quyết định thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, lực lượng hưu trí của Bộ Công an hoạt động như thế nào và có những khó khăn nào trong quá trình hoạt động thưa Bộ trưởng? Cán bộ công an hưu trí hiện nay có gần 100.000 đồng chí. Trước đây được tổ chức sinh hoạt theo hình thức các câu lạc bộ, các ban liên lạc công an hưu trí. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì các câu lạc bộ, các ban liên lạc công an hưu trí trước đây chưa có những quy chế quản lý thống nhất hoạt động, thiếu cái tính định hướng chung, chưa thu hút tập hợp được toàn bộ cán bộ công an hưu trí và các cái đối tượng từng công tác hoạt động trong lực lượng công an nhân dân tham gia vào. Cái việc mà thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam ấy, thì là có cái điều lệ hoạt động này, có hệ thống tổ chức thống nhất, ý chí và hành động, có đủ sức để tập hợp đoàn kết đội ngũ cựu cán bộ công an là rất cần thiết. Đây cũng là nguyện vọng rất chính đáng của đại đa số các cựu công an và cán bộ chiến sĩ đang công tác chiến đấu trong lực lượng công an nhân dân. Thưa Bộ trưởng, là Hội Cựu Công an Nhân dân sẽ được hoạt động theo cơ chế nào ạ? Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam sẽ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cái khuôn khổ của pháp luật và không sử dụng cái kinh phí từ ngân sách nhà nước. Hoạt động của hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy công an các cấp, sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, của chính quyền và theo quy định thống nhất của điều lệ của hội. Mục tiêu quan trọng nhất của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên là gì, thưa Bộ trưởng? Việc thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam thì có ý nghĩa rất quan trọng đối với lực lượng công an nhân dân và mỗi cán bộ chiến sĩ công an hưu trí. Trong nhiệm kỳ đầu tiên này, mọi hoạt động của hội đều hướng tới để phát huy những cái mục tiêu, những giá trị tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân. Trong đó, cái mục tiêu quan trọng trước mắt là tổ chức thành công đại hội, sẽ bầu ra ban chấp hành hội, tập hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các thế hệ cán bộ chiến sĩ đều tự nguyện, tích cực tham gia trong cái sinh hoạt của hội. Bộ trưởng có kỳ vọng như thế nào vào Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam sẽ được ra mắt vào đại hội ngày 17 tháng 8 tới đây, và Bộ Công an sẽ tạo điều kiện như thế nào cho các hội viên khi mà tham gia vào hội trong nhiệm kỳ năm 2023, năm 2028 ạ? Ban chấp hành hội có vai trò hết sức quan trọng. Nhân sự dự kiến đều là các cái đồng chí nguyên là sĩ quan cao cấp, tướng lĩnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng về chính trị, xã hội, pháp luật, về nghiệp vụ, và quan trọng hơn nữa là có sức khỏe, nhiệt huyết tham gia công tác của hội. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng Ban chấp hành hội sẽ lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết của đại hội, tập trung xây dựng, định hướng
hướng dẫn thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động, bảo đảm đúng mục tiêu yêu cầu để đề ra. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy công an các cấp, cán bộ chiến sĩ công an tại ngũ sẽ luôn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hội Cựu Công an Nhân dân, các hội viên hoạt động hiệu quả và ngày càng phát triển. Vâng, và trong những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử này, cả nước đang tổ chức rất nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và đây cũng là dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Xin Bộ trưởng có thể chia sẻ một vài suy nghĩ về trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Nhân dân đối với đất nước và đối với nhân dân ạ. Ra đời trong những ngày Cách mạng tháng 8 lịch sử, được Bác Hồ dày công giáo dục rèn luyện, lực lượng Công an Nhân dân đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, luôn luôn phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến mấy, thì Công an Nhân dân Việt Nam cũng một lòng, một dạ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn luôn gương mẫu, đi đầu, đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nghiêm minh, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, mọi hy sinh, đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, thì xin chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Nhân dịp ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân, xin được gửi lời chúc sức khỏe tới Bộ trưởng. Thay mặt những người làm chương trình, xin được trân trọng gửi lời cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian cho khán giả